Sáng nay có bản cập nhật mới và nhân tiện thì mình cũng sẽ chơi series mới luôn. Thì ở đây mình sẽ thấy là bản cập nhật mới nó có một cái phòng thí nghiệm. Thí nghiệm này không biết là sao đây. Đặc địa. Tắt cái phân tích giấc mơ này đây. Chưa bao giờ mình muốn chơi cái này. Nhìn đã ngoài biển đổi vật. Động vật này cũng được này, tu sĩ cũng được, hỏa thạch cũng được này. Nhưng mà cái kia thì thôi, chẳng lắm. Rồi mình sẽ dùng mod để mà tạo đề, chọn đề thì mình sẽ chọn mấy thằng này. Thì một thằng ở nhà chăn nuôi sức mạnh và nông nghiệp, một thằng thì chuyên đào bới, một thằng chuyên là máy móc và đào bới. Rồi như vậy đó. Thì ở hành tinh mới này thì mình cũng chưa biết như thế nào. Coi. Hả? Cái hành tinh này là bị nghiêng một cái áp là một sức mạnh gì đó đã làm cho nó nghiêng khỏi khỏi cái gì ta, khỏi giống như khỏi cái xung quanh của hành tinh ấy kìa, là có một cái dạng ngang gì đó. Để coi hành tinh này là có gì. Đó, con hạt nó bị nghiêng, nó rớt ra ngoài luôn rồi. Có núi lửa, núi sắt, đồng vàng, nhôm, khí ga tự nhiên, những dầu đủ hết cả các mặt mà mình cần luôn đó. À, hôm qua thì có mẹ bác là kêu mình chơi chọn đề không có bỏ qua, nhưng mà mình thấy cái đó hàng cũng hay là mình làm trong lần này luôn. Mình thì cũng được thôi, nhưng mà vấn đề là mình chọn sẽ tới bao nhiêu đề cũng biết nữa. Bình thường mình chơi mình cũng hạn chế chọn đề lắm, chơi khoảng cỡ 15 thằng đề là vừa rồi, chọn nhiều mà mệt lắm. Chọn nhiều đề là có một cái là nó sẽ là sao ta, chọn đề nhiều cho rồi nhiều có một cái là nó sẽ bị lắc máy. Mình chơi mình máy mình hơi yếu nên cũng sợ lắm. Rồi, đầu tiên mình sẽ chọn xây chỗ ngủ. Chỗ ngủ thì chỗ ngủ chỗ nào ta, xây đài này. Đấy hợp lý này. Bên này sẽ nhà vệ sinh bên này luôn. Cho nó xây xong rồi. Ở đây mình thấy một mặt nước mạc rồi nè. Thì hành tinh này nó bị nghiêng thì sao mấy nhà này nó vẫn nằm im. Đúng. Để chia được cái phòng thì mình sẽ xây xây tạm đây. Xây tạm ở đây sẽ là xây bên này phòng ngủ thì mình cũng làm từ từ phòng ngủ. Ở đây mình sẽ có một phòng ngủ đầu tiên và bên này thiếu chỗ rửa tay thì phải cần phải quàng, có quàng kim loại, cặp quàng kim loại ở đây, xây đường cục gạch. Đây, chỗ rửa tay đây. Mình sẽ đi qua này luôn. Tụi này chưa phá được này. Đây cạc nhiều lắm. CO2 nhiều nữa. Thôi đào chỗ này ra cho nó CO2 nó rớt xuống như này.
mình sẽ khỏi phải lo về chuyện là xử lý CO2. Ở đây qua là thằng Clive vừa mới cho được cái bộ đồ này nè. Để vậy. Mình sẽ tiện tới là xây đây một cái. 1, 2, 3. Ở đây mình sẽ xây một cái máy chạy điện để bộ cho tôi đi nó chạy. Thì nó chạy thì nó sẽ sau này là có được cái sau này chạy bộ như là có cái cái điểm là cái điểm gì ta, đây mình sẽ chưa dời chỗ thức ăn này được tại vì chưa nghiên cứu này. Tôi để chạy bộ nhiều ở cái máy này thì sau này nó sẽ có cái kỹ năng là đây coi, kỹ năng là tên gì quên rồi, điền kín, tụi nó sẽ có điền kín. Đầu tiên là mình sẽ cho thằng nghiên cứu là thằng Linh là xây, xong mấy thằng kia mình chọn đề xong là ta nó toàn ấm điểm ấy. Trong lúc mấy đứa này đang nghiên cứu thì mình nghĩ là mình sẽ đào xuống và cho mấy cái nước này nó tập trung một chỗ đây. Để xuống như này luôn. Rồi, cho sẽ cho nước xuống dưới đáy này làm nằm hơi xa xí nhưng mà không sao. Mình đã xây nó nghiên cứu chậm quá. Quá chậm luôn. Sau khi xây ở đây một cái máy chế tạo thì tôi để nó làm việc chắc chắn là sẽ nhanh hơn này. Tại vì nãy giờ có oxy thì mình xây một cái máy này và cái mặt nước trên này thì nó đang hoạt động ra, mình sẽ phải nghiên cứu gạch để mà chặn lại cả thôi, nó bị nhiệt nó ra là xử lý mệt lắm. Và sau này mình sẽ chứa được cái ô này thì mình sẽ cố gắng đào cáo lên. Thì mấy bạn đã biết rồi, thì ở đây sẽ có nguồn sáng từ máy này và mình xây hai cái máy tính là sẽ có phòng thí nghiệm, và sau khi mình nghiên cứu xong nữa thì mình ở đây mình sẽ xây lên thêm một ô nữa này, chỗ này lắng đủ để mà chứa động nước này đó. Chắc chắn là mình sẽ phá cái máy này dời đi chỗ khác. Và xây cái này cao lên thêm xí nữa. Cái này cỡ đó là vừa. Giờ mình sẽ có hai đứa nghiên cứu rồi, mình vừa lấy thêm một thằng kỹ sư, thằng Harold khoa học 15, còn lại là mấy việc khác là hơi bị cùi. Tụi này mở ra chỉ có chỗ ngủ là mình mở thôi, tại vì chỗ ngủ sợ tụi nó là bị mấy con đom đóm này bay vào nè. Ở đây ba buồng phòng nhìn chán lắm, mà từ từ mình nghiên cứu xong rồi mình sẽ xây lại sau, có gì gấp hết. Như thường lệ thì mình vẫn sẽ nghiên cứu cái tự động này và một cái máy đậm tay để mà có kim loại tinh chế, và từ đó mình có thể là sản xuất được cái xây được cái cửa phá CO2 này. Vì mình sẽ tư tưởng của mình sẽ nuôi khoảng 15 đến 20 đế thì mình sẽ bắt đầu là cho nó đào hết chỗ này và bắt đầu mình sẽ bắt đầu trồng cây từ trên này xuống, hoặc có thể là trồng từ dưới này luôn, tại vì mình nếu trồng dưới này có cái khỏe là sau này mình lấy nước như dễ, trồng dưới này vẫn hợp lý này, chắc trồng dưới này luôn đấy. Trồng ở dưới này luôn là mình đang xây lên để cho nước chảy dồn qua bên này. Ở đây mình sẽ xây một cái phòng, cố gắng bẫy rong đỏ này để sau này có nguồn sáng tụi để nó sẽ làm việc nhanh hơn một chút. Thì mục đích của mình là bẫy được hai con rong đỏ vào trong này rồi, vẫn hay đó. Sau này có nguồn sáng thì tụi để nó vẫn làm việc nhanh hơn. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến tới trồng cây luôn.
À thì thế thì mình sẽ thiết kế luôn. Thì mỗi thằng để cái phòng ngủ cá nhân này là 24 ô, tối thiểu 24. Tức là cái cửa này phải nằm ở đây. Tiếp theo nhà vệ sinh là 12 ô. 12 ô đơn giản lắm à. 12 ô với thêm nhà vệ sinh là 12 ô. Thì ở đây mình sẽ có là một phòng tắm, một phòng vệ sinh và chỗ rửa tay. Chỗ rửa tay là phải hướng này. Đây y học này, bồn rửa tay, một chỗ nhà vệ sinh, phòng tắm. Đó, thì mỗi đứa sẽ có một cái phòng tối thiểu là như vậy. Ở đây thì khả năng mình sẽ xây như vậy luôn. Trong này thì chưa đủ 64 ô đâu, nhưng mà đây là một cái cơ bản ở giữa. Thì khả năng sẽ ở giữa mình sẽ xây toàn bộ như vậy luôn. Cho tụi đề nó sẽ ở giữa chỗ này. Một thằng đề tại vì mình muốn xây thang trước, tại vì mình muốn dọn dẹp nhiều mệt. Tụi đề nó phá ra là rớt đá xuống dưới luôn, mình khỏi mà không dọn. Mình quyết định rồi, mình sẽ xây bên này một thằng, bên này một thằng, bên này cũng 24 ô luôn. Đây là vừa vừa ý chỗ này. Thì mình sẽ cho hai mấy đứa này là hai đứa ở chung một phòng này, thì sẽ dùng toilet này là một cách là lật nhau. Thì hai đứa này, hai đứa ở chung một tầng này sẽ là một khác ca, thì nó sẽ không sử dụng nhà vệ sinh chung với nhau. Thì mình sẽ đỡ đỡ mất công là phải xây nhiều nhiều phòng ngủ. Rồi tính ra là cái khoảng cách như vậy là vừa đủ luôn, chuẩn luôn. À, giờ thiết kế cái máy lọc nước thì mình sẽ để ở giữa luôn này, 1 2 3 4 5. Thì mình sẽ để ở phòng này. Thường thường á thì mình sẽ xây theo kiểu là xe ống nước này này. Ống nước bẩn đi vào đây. Toàn bộ nước bẩn là chảy xuống như này. Rồi, nước sạch. Nước sạch ra thì nó sẽ ưu tiên đi qua bắc cầu này, qua một bắc cầu và sẽ chạy chạy vào mấy cái máy này. Chạy xuống và trên này cũng vậy, tương tự. Và đảm bảo là lúc nào trong nước này, trong ống này cũng có nước hết á. Còn sau này dư ra thì mình sẽ xây ở chỗ này sau. Nhưng mà hiện tại để đảm bảo luôn luôn là có nước thì khả năng mình sẽ trồng một cây lau ở đây, giống như anh em hay hay làm á. Thì nó sẽ nước ở đây sẽ ưu tiên vào cái máy trước. Thì mình sẽ ưu tiên thì mình sẽ xây một cái bắc cầu, và xây một bắc cầu hướng nào. Rồi, ở đây mình sẽ hủy ống này này, thì nó sẽ qua bắc cầu này và vào cái máy này. Nếu mà dư thì sẽ ra cái lau ở đây, có thể là 2 cây. Và ở đây mình sẽ phải nghiên cứu về cái gạch trồng trọt này, gạch trồng trọt thế này và xây vào đây là được. Dây điện nối vào. À, như vậy là tạm thời mình xây xong chỗ ngủ cơ bản cho mấy anh đệ. Sau này ở đây mình sẽ xây gạch đồ này, hoặc là để vậy được cho nó dễ thông khí mà trên xuống CO2 chạy từ trên xuống. Sau này mình sẽ trang trí sau, và mấy cái toilet mình bước đi được rồi, phá hết về chỗ này.
tại vì nó không còn tác dụng nữa. Nó toàn bộ chồng của rơi xuống như này, 2, 4, 6, 8 đứa, hiện tại là 8 đứa. Sau này mình cần thì mình xây thêm, và mình cần phải xây thêm một chỗ để mà trồng cây. Trồng cây, cây trồng chân này là không đủ rồi. Như thường lệ mình xây thì mình vẫn sẽ xây hai cửa sắt như này, chưa nghiên cứu luôn à. Thì sau khi xong thì mình sẽ xây hai cửa sắt này, cửa sắt này, và xây hệ thống tự động. Giờ mình sẽ nghĩ tới việc là xây chỗ để mà tinh chỉ kim loại đơn giản đó. Sẽ xây ở đây, xây 8. Xây ở đây một cái sảnh lớn thì cũng dễ. Xây mấy cái bàn ăn này, một cái chỗ nước. Được thì mình bỏ sẵn ở bên này, và một chỗ hoa là được. Ở đây mình sẽ có đèn và cảm biến. Cảm biến á? Bữa nay bản cập nhật mới nó hay chưa? Được đó, đẹp đó. Phải vậy chứ, có cái hình phạm vi về nó đẹp đó. À, sắp tới mình sẽ cần một cái lau, thì mình đi tìm được một cái lau ở đây rồi. Thì mình sẽ đào chỗ này ra. Và trước khi đụng đầu vào đây để tìm cái lau, thì mình sẽ xây ở đây một cái cửa, hoặc là một cái máy lọc. Đâu đó, máy lọc. Máy lọc chứ có. Cái máy lọc oxy bẩn nó nằm ở chỗ khí. Đâu ta? Chị game này lâu rồi mình cũng nhớ nó nằm ở khu vực nào hết. À đây, chưa nghiên cứu. Thì cái trên này xong là bắt đầu được rồi. Mà mình phải xây ở đây, tại vì mình muốn oxy bẩn nó chạy ra đây nha lắm. Xây ở đây sẵn như vậy. Phần này chắc là mình tạm dừng ở đây đã. Rồi sang phần sau thì mình sẽ xây đồ bảo hộ. Mình đang cố gắng là để mà xây. Hiện tại ở đây thì nó cũng hơi nóng. Mấy cái chỗ mà nóng á thì mình xây gạch lại ra. Mấy chỗ nóng mình xây gạch cách nhiệt đây, mấy chỗ này. Và trên này nữa, trên này hơi nóng, cái mặt này đang hoạt động này, lúc nào nó rặn thì mình xuống phá nước. Trước tiên mình phần sau thì mình sẽ dọn dẹp cái nước bẩn này, và mình xây một chỗ điện phân trước, và đưa máy điện thang này đi chỗ khác, tại vì nó hơi nóng, và khả năng mình sẽ đào qua phía bên này, tại vì bên này là nó hơi mát, và mình đang chờ game đưa cho một con pip để mình có thể sao nó bơm oxy CO2 ra vào rồi. À, thì tạm thời phần này như vậy đã. Phần sau thì khả năng là mình sẽ nuôi Draco và đào qua bên này làm điện phân rồi. Mấy bác nhớ ủng hộ và tiếp tục theo dõi em nhé. Chúc mấy bác là một ngày cuối tuần vui vẻ, và nhớ đón xem phần series này là phần The Lab phiên bản bùng à. Cây này là ăn cái gì quên đấy, đất bùng rồi này. Đây là bản mới, bản The Lab của phiên bản cập nhật mới ngày hôm qua. Thì hôm nay là em vừa mới chơi xong luôn phần 1 này, thì mấy bạn là nhớ đón xem và theo dõi. Rồi chúc mấy bạn một ngày vui vẻ nhá.